em có lô ra bốn mặt tiền anh coi em sắp được lên đỉnh chưa mãi yêu kha 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 cả cái kênh của tôi là nơi tập hợp của những cái thằng thánh thương nào vô comment không à không hiểu luôn tờ số 6 thửa 320 cây lâu năm 217 trăm mét vuông trời ơi tao còn biết tên ba mày luôn nhưng mà tao xóa bớt nè à, mấy cái này tao cho làm sai phong chữ hết không tiktok không có xóa được tao ha à, ha à, à. Ghép vô 2023 Bình Thủy Cần Thơ Nói gì nữa 320 Nói gì nữa Nguyên con đường luôn Nguyên con đường Con đường 42 mét phóng luôn Nằm giữa đường luôn bốn mặt tiền Cả gì Đất á, thì cây lâu năm Giá trị đất kém rồi Mà bây giờ đường phóng nữa Đền bù bao nhiêu đâu Thôi Anh vốn một người tốt bụng Anh sẽ giúp em Anh sẽ giờ cái con đường này lên cho nó ra xong đi ừ rồi đất em đây đó hết dính rồi còn không có đường vô mày ơi thế thì ở cái phương thức này đất em lại cần một con đường thế thì anh lại phải tiếp tục anh giờ ra đó đi cho mày ra lại xong đó ra xong có đường nè trời ơi quá đẹp